Quang Hải đã không cùng với tay em gắn bó với xi măng sân Thanh Sài Gòn. Melo! Như vậy là tỷ số đã dành cho AS Vạn Thắng. Và công là của Quang. Cầu thủ số 32 Chúng ta cùng xem lại pha bóng dẫn đến bàn thắng này của Quang Anh. Gaston Melo gây ra áp lực rất lớn đối với hàng phòng ngự của xi măng sân Thanh Sài Gòn và cú đá cuối cùng thuộc về Quang Anh. Hàng phòng ngự của xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã không có sự dứt khoát, còn Tấn Trường thì đã mắc phải sai lầm. Ở tài điều tiết trận đấu của Minh Phương, Đoàn Hùng Sơn, Melo, một cú đá đầy quyết đoán của Gaston Melo. Sự sông sáo và khả năng cản lướt vẫn là thương hiệu của tiền đạo người Argentina và vừa rồi đã thể hiện điều đó. Đúng là rất quyết đoán. Duy Lam, Melo, một cú đá căng về phương thành của Tấn Trường. Thấy là chấn thương không làm ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của anh, chỉ ít là cho đến lúc này. Một cú duỗi mù rất nhanh của Gaston Melo từ khoảng cách 30m đối với khung thành của Tấn Trường. Lại là một đường chuyền nữa dành cho Melo. Sút bóng. Gaston Melo. Không được. Minh Phương. Những đường chuyền dài và khả năng đá phạt với những cú sút điêu luyện như thế này đã làm nên tên tuổi của Minh Phương và anh một lần nữa đã thể hiện lại điều đó. Phản đối Nhật Tân rất hay. Moses không vào. Thanh Bình vừa rồi đã cứu thua cho AS Vạn Thắng. Một cú đầu đưa bóng đi thẳng về phía khung thành của Thanh Bình. Tuy nhiên từ đầu trận đấu đến giờ thì hàng công của xi măng sân Thanh Sài Gòn vẫn chưa thấy được nhiều. Một sai lầm của ngôi đội chủ nhà và xuyên suốt nữa thì Suleiman đã có thể làm nên chuyện trong pha đối mặt. Quá là tuyệt vời với Suleiman trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Đã có sai lầm từ phía Duy Lam và Suleiman đã tìm thấy một cầu đối mặt. Quốc Anh. Tiếp tục được dành cho Gaston Melo, nhưng có vẻ như là tiền đạo người Argentina chưa có duyên ở trong trận này. Trước đó là một quả bóng cũng rất gâu hứng của cô anh, tấu chạm vào cầu dọc khung thành của Tấn Trường và Gaston Melo băng vào, nhưng anh lại đưa bóng đi ra ngoài. Gaston Melo rất khéo. Danny David. Melo. Trên hàng tấn công thì xi măng Xuân Thành Sài Gòn vẫn đang thiếu những thủ chơi kỹ thuật mềm mại. Gaston Melo Đà Nẵng đã mở hội với cuộc tuần hành chạy qua các con phố ở trung tâm thành phố.
và ngày hội đó càng được trở nên rõ rệt hơn và càng trở nên sôi động hơn rất nhiều với những gì mà các học trò của huấn luyện viên Lê Đức đang thể hiện trên sân. Ba bàn thắng liên tiếp được ghi từ những phối hợp tấn công đẹp mắt đang Đình Luật. Cơ hội dành cho Xi Măng xuất thành Sài Gòn. Đến cả cơ hội này mà họ cũng không thể ghi bàn. Đúng là rất đáng tiếc đối với đội khách. Quốc Anh có một cơ hội rất thuận lợi. Và phút chính thức nữa thì trận đấu sẽ khép lại. Danny David. Mọi thứ diễn ra càng lúc lại càng trở nên ngọt ngào hơn đối với đội bóng sông Hàn. Những bàn thắng đã liên tiếp nối tiếp, đã liên tiếp đến với SHB Đà Nẵng. Và đây thực sự là một bữa tiệc sưng hùng tại sân Chi Lăng.